Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với học viên à, có nguyện vọng dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, cái phương pháp à, học câu hỏi trách nghiệm và thi thử trên phần mềm hình thức trách nghiệm.vn Các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn, môn tin học theo hình thức trách nghiệm. Học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912-59-56-54 hoặc 094-3078-123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Hôm nay thì giáo sư Minh Họa cái phương pháp học môn kiến thức chung à, thông qua cái việc học luật viên chức. Chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. Thì sau đây thì giáo sư Minh Họa chúng ta dùng cái à, chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại. Sau đó chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm.vn. Chú ý là .vn, nếu gõ .com thì nó sang phần mềm khác của thầy. À, nhiều em quả.com là nhầm sang phần mềm khác Các em lưu ý.vn Thế thì sau đó là môn kiến thức chung đối với công chức à, thì chúng ta ở phía trên viên chức ở phía dưới à, viên chức giáo viên, viên viên chức y tế và viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thí dụ như à, chúng ta kích chuột vào mục số 16 này môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập chúng ta kích chuột vào mục 16 sau đó chúng ta nhập ký danh và mật khẩu À, mật khẩu phân biệt ký tự hoa ký tự thường đặc biệt mật khẩu không dùng chung được không dùng chung được các em cho bạn bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm phần mềm nó thông minh nó nhận ra cho nên các em không cho bạn được tại một thời điểm chỉ đăng nhập được trên một thiết bị thí dụ đăng đăng nhập trên điện thoại chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm trên điện thoại sau đó chúng ta mới đăng nhập trên máy tính được và ngược lại Đấy, các em chú ý điều đó phải bảo mật cái mật khẩu à, của mình chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm À, vào phần mềm chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta đọc cái hướng dẫn sử dụng phần mềm à, ở trên cái trên cùng này. À, thế đây là một danh mục khá đầy đủ đấy các thầy chuyên đi dạy cho nên đưa ra một danh mục khá đầy đủ à, khá đầy đủ à, phải khẳng định như vậy trên phần mềm của thầy rất đầy đủ. À, các em chú ý điều đó và à, không nơi nào đầy đủ như trên phần mềm của thầy quang đâu. À, có những đơn vị đưa ra cái đề cương ôn tập thì đều có trong phần mềm của thầy. Thế có những đơn vị đưa ra thì nó thiếu một vài cái thông tư, nghị định chẳng hạn Nhưng mà cái đó cũng không cơ bản lắm, cơ bản đủ là được Đấy, thì còn lại à, thì các em chú ý là à, rất đầy đủ Đây, ví dụ như chúng ta học luật viên chức Thì à, chúng ta tải trên phần mềm của thầy luôn thôi Không cần phải vào Google nữa, thầy tích lên đây rồi Luật viên chức thì các em chú ý luật viên chức 2010 Và những điểm, những khoản sửa đổi năm 2019 Yeah. thì thì áo tích vào một cái file này luôn để chúng ta thấy rằng những cái điểm nào à, nó hết hiệu lực những điểm nào bổ sung cho à, rất tiện học à, chúng ta kích chuột vào tiết kiệm thời gian cho học viên à, thì sau đó là chúng ta kích chuột vào máy in để in ra giấy chúng ta kích chuột vào nút tải xuống như này Đấy, à, chúng ta lưu à, lưu vào máy tính Đấy, thế thì chúng ta để ý khi đọc cái cái này à, đọc cái luật các thầy tích hợp đây này những cái chữ mà trên nền nền vàng là nó hết hiệu lực được thay thế bằng à, chữ trên nền à, chữ xanh trên nền trắng đây. Lợt hai 2019 sửa đổi bổ sung khoảng ba điều chín như sau. Đấy để các em chú ý rất dễ học. Đấy, chúng ta những cái chữ đen à, trên nền trắng là đang còn giữ nguyên. Thế còn lại trên nền 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 vàng này này thì sẽ được thay thế bằng chữ xanh trên nền trắng. Đấy cái cách đọc là như vậy. Rất tiện lợi game quay lui. À, sau đó chúng ta có được một file ra giấy có hai cách chúng ta in ra giấy cách thứ hai chúng ta tải về máy nhưng mà tải về máy chúng ta học ấy, thì nó tiết kiệm được cái khoản tiền in ấn đây ví dụ như là theo đơn giá 2021 thầy tính này nếu in một trang A4 thì khoảng 1.000 đồng thì thường thường là mỗi một tỉnh đưa ra một cái đề cương thì có khoảng độ 10 mục về luật thông tư nghị định vân vân đó là bình quân thôi thì cứ một luật một thông tư cứ bình quân 40 trang chúng ta phải in 400 trang thì giá một nghìn một trang Thì nếu chúng ta để in thì nó hết khoảng 400.000 Đấy, khoảng 400.000 Đấy, thì như vậy chúng ta trả À, 400.000 Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái khoản tiền in trên giấy Nếu chúng ta tải cái file này về máy tính Thì cái cách thì sử dụng như sau Đấy, sau khi chúng ta tải xong Chúng ta mở cái file này ra Đấy, chúng ta mở cái file này ra Thì bây giờ chúng ta vào phần mềm chúng ta học này Khi mở file thì các em chú ý này Chúng ta mở file Đấy À, thì có cái dấu, dấu tắt này tắt cái này đi đó thế thì khi chúng ta mở này thì nó có cái dấu trừ này ấn vào cái dấu trừ thì nó lại à, chạm à, kích chuột vào dấu trừ thì nó tụt xuống này ăn cái thu nhỏ lại này chúng ta kích chuột này thì nó lại lên này ký à, dấu chéo nó tắt này ký vào cái dấu trừ này kích chuột vào dấu trừ này thì nó tắt xuống à, để chúng ta à, thu nhỏ nó lại à, khi cần thì chúng ta lại chỉ chuột bật lên Đấy Thì nó bật lên cho các em thấy này Đấy à, chuột bật lên như vậy vừa học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm lại vừa học lý thuyết luôn được. Đấy. thông qua cái thao tác như vậy nó tiết kiệm được cái tiền in ấn cho các em. À, chúng ta kéo lên phía trên chúng ta đi tìm câu hỏi trắc nghiệm. À, thầy kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm thì cái cách học như thế này là hiệu quả nhất. Ví dụ chúng ta kích chọn vào mục 3.1 này, học câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức 2010 và câu hỏi trắc nghiệm cho cái luật viên chức năm 2019. À, thì những cái điều giữ nguyên 2010 các em học đây tức là nếu đề cương yêu cầu học luật viên chức 2010 và 2019 thì chúng ta đều phải học câu hỏi trắc nghiệm của luật viên chức 2010 và luật viên chức à, 2019 sửa đổi đấy. À, một số điều để các em chú ý cái điều đó chứ nhiều em bỏ quên mất cái cái phần luật 2010 mà chỉ học 19 là nó thiếu à, như vậy chúng ta kích chuột vào mục 3.1 học câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức 2010 chúng ta kích chuột vào thực hiện đề thi này sau chúng ta chọn start này bắt đầu thế thì nếu thi thử thì chúng ta cứ kích chuột vào a hoặc b hoặc c hết thời gian làm bài thì không làm được à, và muốn nộp bài sớm thì chọn finish ở góc tay trái màn hình bây giờ đang học cứ kích chuột vào finish ở tay trái màn hình này à, cứ kích chuột vào đây à, kích chuột vào finish chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta tìm cái thực đơn nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc để phần mềm chỉ dẫn cho chúng ta cái học thông qua học câu hỏi trắc nghiệm để học lý thuyết tức là cái bài tập tình huống đặt ra phải dạy cái bài tập ấy như thế nào là căn cứ vào lý thuyết, đó là luật thông tư nghị định để chúng ta hiểu bài, học một biết 10 là cái cách học như vậy. Nếu đọc lý thuyết không Nó trôi tuột đi luôn. Nhưng mà thông qua học câu hỏi trắc nghiệm để học lý thuyết. Nếu mà chỉ chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm học bao giờ cho hết được và nó không có cơ sở lắm. Đấy, chúng ta chia cái cho một một 15 để chúng ta đọc này. Ví dụ theo luật viên chức năm 2010 này, giá trị trong kép này tu dưỡng rèn luyện rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng sở của viên chức à, cái giá trị ngọc kép này tu diễn tu tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng sở của viên chức là nghĩa vụ nào của viên chức phương án a là nghĩa vụ của nghĩa vụ chung của viên chức phương án b là những việc viên chức không được làm phương án c nghĩa vụ của viên chức quản lý phương án D, nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Thì cái loại câu hỏi này chúng ta phải nhận diện cái giá trị này, nó thuộc vào nghĩa vụ nào của viên chức? Tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. Ta đọc ngay là ta loại trừ được ngay cái 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 phương án B những việc à, viên chức không được làm. À, vì ở đây là tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp tốt quá thì sao lại không được làm, đúng không? Toát ra ngay, suy ra bỏ ngay cái phương án B. Còn lại phương án A, phương án C, phương án D còn ba phương án thôi thì chúng ta sẽ tính cho thuộc phương án nào thì phần mềm nó nó sẽ hướng dẫn cho ta là căn cứ điều 16 à, đáp án đúng là nghĩa vụ chung của viên chức thì như vậy là thông qua câu hỏi trách nhiệm này để chúng ta học lý thuyết giải quyết câu hỏi này phải căn cứ vào điều 16 à, căn cứ điều 16 thế thì chúng ta nếu in ra giấy thì chúng ta mở cái trang in ra à, tìm đến cái điều 16 để chúng ta xem vì sao phương án này nó lại đúng là à, nghĩa vụ của nghĩa vụ chung của viên chức. Còn nếu mà mở file thì chúng ta kích chuột vào file này, kích chuột vào file này, à, tiết kiệm uh, giấy in này, Đấy chúng ta kích chuột giấy in, thì chúng ta thấy rằng là à, căn cứ vào à, điều 16 nghĩa vụ chung của viên chức đây Đó, để chúng ta đọc cái, cái 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 nghĩa vụ chung của viên chức có năm à, nghĩa vụ đây đấy em đọc nó năm nghĩa vụ nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp thì căn cứ điều 17 thì ở đây chúng ta thấy có khoảng năm này tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức thuộc vào nghĩa vụ chung của viên chức à, khoảng năm này, này tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức thì cái giá trị này chính là nghĩa vụ chung của viên chức À, cho nên nói là nghĩa vụ chung của viên chức. cho nên đáp án đúng ở đây là nghĩa vụ chung của viên chức. À, cái giá trị đề bài hỏi là tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức thuộc về nghĩa vụ à, chung nghĩa vụ nào sau đây thì đó là nghĩa vụ chung của viên chức. nó không thuộc vào nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp và nó không thuộc vào nghĩa vụ của viên chức quản lý. À, chúng ta để ý thế. Đấy, cho nên đáp án đúng ở đây là Nghĩa vụ chung của viên chức Chúng ta bật lên thì ta thấy cái đây là nó thuộc khoảng 5 à, Khoảng 5 mà lại thuộc điều 16 Nghĩa vụ chung của viên chức à, Thì cho nên đáp án ở đây đúng là Nghĩa vụ chung của viên chức à, Cái phương pháp học trên phần mềm Vừa học lý thuyết vừa à, Học câu hỏi trách nhiệm là như vậy nữa. Lý thuyết để giải quyết câu hỏi này Là căn cứ vào điều 16 chúng ta mở lên Chúng ta đọc cái điều 16 Nhớ rất là lâu đến khi kỳ thi chính thức diễn ra mà chúng ta nhận thấy cái giá trị này là chúng ta đón ra được ngay đây chính là nghĩa vụ chung của viên chức chúng ta chọn A ngay vì đã luyện trên phần mềm rồi thì kỳ thi chính thức diễn ra là đánh một phát ăn ngay là cái cái phương pháp học như vậy Đấy, thì các em chú ý thì giáo giải thích cái, cái, phương pháp đối với các câu khác nữa hoàn toàn tương tự Đó. thì ở đây là, là chúng ta để ý này là khỏi về cơ quan nào này cơ quan nào quy định nguyên tắc phương pháp xác định vị trí việc làm thẩm định trình tự thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Đã, hỏi về cơ quan nào thì chúng ta để ý cái loại mà hỏi về cơ quan nào thì phổ biến từ là dưới luật thì luật đó, luật là quốc hội ban hành thế thì thường ấy là thường thường ấy nhá phần lớn là chính phủ Đã, chúng ta để ý cơ quan nào thế còn đây thường thường đó là ta nhận thấy là thường là là luật là do quốc hội ban hành thế còn cơ quan nào quy định cái này thường hay là hay là chính phủ hay là bộ nội vụ nhưng mà phổ biến là là hay hay là chính phủ để các em chú ý thế để chúng ta có những cái chẩn đoán không may mà chúng ta biết chắc chắn rồi thì thôi nếu chưa biết chắc chắn đấy thì chúng ta cứ duyệt phương án này nhưng mà phổ biến là thường à, chưa thầy kinh nghiệm thấy là à, thường là À, nào, rơi vào chính phủ Phương án A là bộ nội vụ Phương án B là nhà nước Phương án C là quốc hội Phương án D là chính phủ à, Chúng ta lưu ý đây đáp án đúng là chính phủ Nhưng không phải lúc nào nó cũng là à, cơ quan nào là chính phủ đâu nha Thầy giáo nói là phổ biến thôi Có trường hợp là bộ nội vụ Có trường hợp là nhà nước Đấy, Nhưng mà này, căn cứ điều 7 này Căn cứ điều 7 Thì chúng ta lại kích chuột vào Đó Vào cái file phần mềm à, còn trên giấy thì các em mở và các bạn in ra thôi nhưng mà uh, kích vào cái file thì nó tiết kiệm được cái giấy in như thầy giáo đã nói đấy chúng ta tìm đến điều 7 đó, để chúng ta xem coi là cơ quan nào đó, thì chúng ta để ý là chúng ta kéo lên chúng ta đi tìm điều 7 này đó, đây thầy kéo từ từ cho cho các em xem khoản 2 này vị trí việc làm này. chính phủ quy định nguyên tắc phương pháp xác định vị trí việc làm thẩm định trình trình tự thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thì đây chính là cơ quan nào đây cơ quan chính phủ đấy cái loại câu này em chú ý cơ quan nào à, thì phổ biến các loại câu này luật thì dưới luật thì thường là chính phủ nhưng mà không phải tất cả đâu nha thì giáo lưu ý như thế không có là cứ thấy thế là chấm chính phủ nhưng chúng ta cũng phải phân vân xem nó thuộc bộ nào nữa chứ đúng không đấy, chính phủ đấy, thì đáp án đúng ở đây chúng ta mở lên chính là chính phủ và phương án a bộ nội vụ phương án b nhà nước phương án c quốc hội là chúng ta bị loại trừ và đây chính là chính phủ đấy cái, cái phương pháp học trên phần mềm rất tuyệt vời đấy, ví dụ như chúng ta kéo xuống là câu hỏi liên tục và chúng ta nhảy về cái câu nào đó thì chúng ta có thể kích chuột vào cái ô vuông bên này này đấy, chúng ta kích chuột vào cái ô bên này là chúng ta tìm thấy các cái câu ví dụ kích chuột vào ô 56 này thì chúng ta để ý là theo luật là viên chức 2010 này không hách dịch cửa quyền gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân thuộc về nghĩa vụ nào sau đây của viên chức Đấy, cái giá trị này thuộc về nghĩa vụ nào của viên chức à, nghĩa vụ mà là anh phải thực hiện cũng giống như là 18 công dân nam giới 18 tuổi trở lên chẳng hạn ví dụ thôi là phải đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đó là thuộc nghĩa vụ rồi À, nghĩa vụ của à, của công dân à, nam giới chẳng hạn đấy thì đây là nghĩa vụ à, không hách dịch cửa quyền gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân thuộc về nghĩa vụ nào sau đây của viên chức phương án a những việc viên chức à, không được làm phương án b nghĩa vụ của viên chức quản lý phương án c nghĩa vụ chung của viên chức phương án d nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp đấy loại câu mang tính chất phân loại mà Kỳ thi phải phân loại học viên, à, phân loại được học viên, à, cạnh tranh nhau kiến thức rất lành mạnh. Các thầy có kiến thức, các thầy cho các em học để cạnh tranh nhau, để kiến thức. À, để căn cứ điều 17, nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Như vậy, nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp là à, không hách dịch cửa quyền gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân. À, căn cứ điều 17, chúng ta kích chuột vào cái file này mở cái điều 17 lên để chúng ta học. À chúng ta học lý thuyết. À, đấy rất là dễ học đúng không? Tuyệt vời. À, điều 17 này. Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Thì khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4. À, khoảng khoản 5 thì các em phải đọc à, cả khoản 5, khoản 6, khoản 7. À đến đây ta ta đọc rồi. Rất tốt rồi. Điểm C, khoản 5 không hách dịch cửa quyền gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân. Đây là nghĩa vụ thuộc vào Điều 17, là nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Điều 17 này, khoảng 5, đây là điểm C thuộc khoảng 5, khoảng 5 thuộc Điều 17, nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Cho nên chúng ta nhận ra cái giá trị không hách dịch cử quyền gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân thuộc về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp Đã, để đáp án đúng đây rất tuyệt vời đúng không? các em thấy loại câu hỏi phân loại để chúng ta nhận diện xem là thuộc vào nghĩa vụ nào câu năm bảy này theo luật viên chức 2010 bảo vệ bí mật nhà nước thuộc về nghĩa vụ nào sau đây của viên chức Đã, thì tương tự thôi câu hoàn toàn tương tự các em học trên phần mềm nên khi mà kỳ thi chính thức diễn ra Dư dạng câu này ta kiểm nhận được ngay Các em thấy đây là bảo vệ bí mật Nhà nước là cái nghĩa vụ chung Của viên chức Phương án A là những việc Viên chức không được làm à, Nghĩa vụ Phương án B nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp Phương án C nghĩa vụ Của viên chức quản lý Phương án D nghĩa vụ chung của viên chức Thì ta thấy à, phần mềm chỉ dẫn Chúng ta mở cái điều 16 yeah, Mở điều 16 lên thì điều 16 là nghĩa vụ chung của viên chức. À, có khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 khoảng 5. Thì đây bảo vệ bí mật nhà nước này nằm trong khoản 4 này. là chính là nghĩa vụ chung của viên chức. Cho nên bảo vệ bí mật nhà nước thuộc về nghĩa vụ à, chung của viên chức. Đấy, đáp án đúng là nghĩa vụ chung của viên chức. Đấy các em thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời. Đấy, chúng ta học trên phần mềm của thầy à, rất nhiều dạng câu phân loại học viên rất cao kỳ thi mà phải phân loại được học viên đấy để các em vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết trên phần mềm các em tải cái file về các em đọc sau đó các em chú ý thì nhắc lại muốn à, muốn tiết kiệm tiền in ra giấy thì chúng ta cứ kích chuột vào file để chúng ta xem sau chúng ta lại kích chuột dấu trừ để nó tụt xuống đây rất tuyệt vời đúng không chúng ta kích chuột vào cái mục số 1 để học tiếp các mục khác đó là kích chuột vào mục số 1 này Thế sau đó bây giờ muốn thoát ra khỏi phần mềm thì ta làm thế nào? À, chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình như này để sao cho hắn có cái chữ thoát này này à, cứ kích chuột góc phải trên cùng màn hình các em thấy có chữ thoát các em kích chuột vào thoát thế là thoát ra khỏi phần mềm như vậy thầy giáo đã hướng dẫn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm phần mềm chỉ dẫn cho chúng ta học lý thuyết lý thuyết đó là luật thông tư nghị định rồi chúng ta thi thử trên phần mềm online hình thức trắc nghiệm chấm vn À, trên phần mềm thường xuyên cập nhật câu hỏi trắc nghiệm cho luật thông tư nghị định mới nhất nhằm đáp ứng học tập của học viên về dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 0912595654 123 để được đăng nhập vào phần mềm à, chúng ta ôn luyện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung môn tiếng Anh và môn tin, học theo hình thức trách nhiệm. Phần mềm để hỗ trợ học viên học tập hiệu quả và tiết kiệm thời gian học. À, các em chú ý như vậy. Thế trong quá trình học các môn thì các em cần tránh hai trường hợp sau đây. Như thầy giáo đã nói, chúng ta tránh cái trường hợp chạy sâu đi tìm cơ hội trách nhiệm thì học anh bao giờ cho hết được nhiều vô kể à, học làm thế nào à, chúng ta học một bít 10 tức là có cơ sở à, đó là lý thuyết luật thông tư nghị định À, thì chúng ta cái phương pháp học tốt nhất kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm thì giáo đưa ra cái cách học tốt nhất và thể hiện trong những năm qua học viên đã áp dụng học rất hiệu quả và nhắn tin zalo cho thầy báo là im đậu rồi cảm ơn thầy thầy có kiến thức thầy cho các em để các em cạnh tranh nhau rất lành mạnh các em đăng nhập vào hình thức trắc nghiệm vn để chúng ta thông qua câu hỏi trắc nghiệm là tình huống đặt ra để chúng ta học lý thuyết như vậy kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không bơ ngỡ và chúng ta nắm tốt đi thuyết rồi có cơ sở rồi có phương pháp làm bài rồi ra đề cứu gì cũng làm được Đấy, thì nó rất là chủ động trong công à, công việc ôn tập và thi rất bình tĩnh không có lo ngại gì cả đấy chúng ta nắm chắc rồi ra đề cứu gì tôi cũng làm được đấy người ta gọi là học một biết 10 để các em có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang tiêu số 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm các em xem trên YouTube video trên YouTube của thầy hay và bổ ích thì các em nên chọn nút đăng ký nếu chưa chọn thì mới chọn mà chọn rồi thì thôi nếu các em chọn rồi thì nó xuất hiện chữ đã đăng ký thì đăng ký nó sẽ có ích lợi gì là các em xem video bài giảng theo từng mục và à, có video bài giảng mới là các em nhận được luôn à, rất ích lợi cho các em à, các em muốn xem video của thầy hay và nét thì các em nhắn tin à, điện thoại cho thầy Sau kết nối zalo với thầy sau đó thầy gửi cho các em một cái đường link video của thầy qua tin nhắn Zalo. Các em chạm quấn tay vào đường link à, trên tin nhắn Zalo là xem được video bài giảng của thầy miễn phí trên điện thoại. Sau đó các em lại muốn kết nối lên màn hình TV cho nó xem cho nó đẹp và nét. Thì các em chỉ cần chọn vào cái hình trên điện thoại, trên cái hình vuông mà có cái đường phát sóng này, sóng 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 này là nó kết nối sang màn hình TV. Chúng ta vừa nghe bài giảng video trên TV to nét đẹp và chúng ta vẫn nội trợ được chúng ta phải làm công việc tại gia đình được vừa làm việc vừa xem video bài giảng của thầy trên TV rất tuyệt vời chúng ta nghe đi nghe lại vài lần là chúng ta hiểu bài đấy chứ không nhất thiết là cứ phải dành hẳn thời gian để học đâu công nghệ 4.0 cho phép là chúng ta có thể vừa làm việc nhà vừa làm việc tại nhà mà mở màn hình TV xem video bài giảng của thầy sau khi chúng ta hiểu được cái cách học rồi, hiểu được phương pháp rồi, chúng ta đăng nhập vào à, phần mềm của thầy mà học câu hỏi trắc nghiệm rất tuyệt vời. Đó. Cách thứ hai là có thời gian chúng ta đang ngồi trên máy tính, thì chúng ta mở khởi động trình duyệt, chúng ta mở YouTube, sau đó chúng ta tại mục tìm chúng ta gõ cái tên kênh của thầy THS Lê Văn Quang, sau đó chúng ta gõ cái tên video chúng ta cần tìm, cái tên kênh thì luôn luôn phải gõ. Thí dụ chúng ta gõ THS Lê Văn Quang, sau ta gõ câu hỏi trắc nghiệm luật công chức. Sau chúng ta hết cái video này, chúng ta muốn tìm video khác là THS Lê Văn Quang, à, câu hỏi trắc nghiệm cho luật viên chức. Rồi THS Lê Văn Quang, câu hỏi trắc nghiệm cho nghị định 112, vân vân cái cách tìm như thế là tìm ra video của thầy luôn. Thế nhưng mà tốt nhất là à, làm cách một. À, thầy giáo sẽ gửi cho từng mục rồi, các em đăng ký rồi. Các em sẽ xem video từng mục thí dụ như là cái mục à, câu hỏi trách nhiệm luật công chức, câu hỏi trách nhiệm cho luật viên chức có bao nhiêu video nằm trong cái mục ấy hết rất tiện lợi và các em xem video trên điện thoại mà để cho nó nét thì các em nên chọn độ phân giải cao nhất mà trên điện thoại các em có thí dụ các em có cái độ nét cao nhất là 720p thì cái chọn kỳ kim và các em có điện thoại là có độ phân giải cao đến 1080p thì các em cứ chọn kỳ kim để xem cho nét mấy khi mà nghe được bài giảng của thầy tuyệt vời cứ chọn kịch kim mà nghe đấy các em chú ý điều đó thầy giáo chúc các em thành công